Bữa nay Nga nấu bún nước lèo cho khách đó cả nhà. Nước lèo đầu cá. Cá mình hấp nha. Mình hấp xong rồi cái mình để đây cho nó nguội. Nó nguội xong rồi bắt đầu mình mới tước lấy thịt nha cả nhà. Nấu bún nước lèo là phải mỡ nha. Cái mỡ nè, mỡ heo á. Nó bị thơm nha, hồi đó mình xào cá nha cả nhà. Giờ mình luộc cá. Bún nước lèo là nước lèo phải trong nha. Hồi đó mình còn lược lại nha cả nhà. Còn lược lại nữa nha. Bún nước lèo cho khách. Bún nước lèo đầu cá lóc. Ruột. Rồi anh chị em là muốn ăn đồ đồ đồng thì liên hệ em nha. Em mà nấu bún nước lèo muốn ăn gì đó thì nói em làm được nha cả nhà. Muốn ăn gì thì nói em làm. Rồi anh chị em nào muốn uống trà thảo dược giảm cân an toàn cho sức khỏe thì alo em luôn. 0938882440. Còn này là Nga nấu bún nước lèo. Cá ngon lắm nè cả nhà. Muốn ăn cá lóc đồng thì liên hệ em. Em nấu là nấu đồ đồng nha. Cho ăn bịch rau. Rau ăn kèm thì đủ thứ hết. Đó, bịch rau luôn. Ăn đã đời không? Ngon lành cành đào luôn. Chị này mua bún cho chị luôn nè. Đó, từ phần. Tại vì biết sao Nga lu bu quá, có ông già tía phải còn phải chăm và tía nữa nên không có chụp hình được cả nhà, thông cảm nha. Nó mình luộc xong rồi nè, mình luộc mình hấp xong đi. Rồi mình để nguội thật nguội và bắt đầu mình mới xước ra, mình lấy cái xương ra cho người ta nha. Nước hồi đó mình luộc nó ra nữa, cái nước nó mới trong nha cả nhà. Bún nước lèo Sóc Trăng. Ngày tại nay Nga làm tùm lum hết trơn á, nên hả không có thời gian quay luôn á, tùm lum tà la hết trơn. Anh chị em nào ăn thì liên hệ em, ăn đồ ngò tươi sống ngon lành cành đào thì liên hệ em. Cái này là sôi lên cả nhà phải chịu khó hớt cái bọt nha, phải hớt cái bọt rồi nè. Đó, hớt hết cái bọt, cái nước nó mỹ trong nha cả nhà. Nga là uống, Nga uống trà, trong đây là ai cũng biết Nga rồi ha. Trà là Nga giảm 22 cân đó. Anh chị em mà cần thì liên hệ em. Trà là chị đau nhức khớp rồi là hết sảy luôn á. Vừa giảm cân mà vừa trị bệnh nha cả nhà. Anh chị em nào ăn uống thì liên hệ em. Còn anh chị em nào muốn ăn đồ tươi sống ngon lành cành đào thì cũng liên hệ em luôn. 0938882440. Đó, mình nấu xong cái mình vớt cá ra mình để vô cái hộp này cả nhà. Khách người ta về người ta tự ta làm ha, ruột mình để riêng ha. Rồi nè nước lèo nè. Mình lược ra. Đó. Lược ra hết nha cả nhà. Cái ngải bún á mình phải giã ra nha. Giã ra xong mình bắt cái dầu lên mình xào, cái nghệ mình xào cho nó ra hết cái nước nha cả nhà. Nó thơm xong rồi mình nghĩ cho vô cá mình luộc nha. Cái mình cho vô cái đầu cá đó mình luộc. Luộc xong rồi cả nhà cứ việc để sôi đi. Rồi hồi mình lược ra vậy nè. Lược cái này mình bỏ, lấy được cái nước trong nha. Thơm lắm cả nhà. Rồi nấu xong là nước lèo thôi cả nhà ha. Nè cả nhà thấy nước lèo trong không? Đó. Cái này nhà mình muốn ăn thịt heo quay thì chặt thịt heo quay cho vô nghe cả nhà. Còn này người ta không ăn thịt heo quay, người ta ăn cá. Đó, đi Sóc Trăng là mình ăn bún nước lèo nè. Với bún nước lèo nó khác bún mắm nha cả nhà. Bún nước lèo nó khác bún mắm. Bún nước lèo là phải nước trong. Mình muốn ăn tôm hay là muốn ăn thịt heo quay gì đó thì mình ăn. Rồi đây nè cá nè. Đó, cá em làm xong cho vô hộp.
Cái này cái đầu, đầu cho vô bịch, bự quá không cho vô hộp được. Rồi về cả nhà ăn thì cứ việc ăn thôi, không xương sóc gì hết, em lựa ra hết.